7 cung thủ giỏi nhất lịch sử thế giới, chạm phát chạm trúng, nghìn tiễn xuyên tầm. Cung tên được sử dụng phổ biến như chiến trường thời cổ đại và cận đại. Tuy nhiên, để sử dụng thành thục loại vũ khí uy lực này và đạt được tới trình độ thiện xạ thì không hề đơn giản chút nào. Trong lịch sử thế giới từng ghi nhận khả năng bắn tên thiện xạ của những chiến binh đầy danh tiếng. Khả năng bắn tên xuất chúng của những cung thủ này khiến họ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều kẻ địch trên chiến trường. Đó thì là những chiếc biệt, cánh tay phải giúp Thành Cát Tư Hãn bình định khắp Á Âu. Vị vua Du Mông nổi tiếng với tài bắn cung thần sâu của Hàn Quốc, hay nếu bạn chưa biết thì đó là chiến thần Lữ Bố, cũng là một cung thủ siêu phàm. Không chần chừ thêm nữa, hãy cùng Daga Channel đón xem ngay sau đây. 7. Chiết biệt, cung thủ bách phát bách trúng. Trong đại quân hùng mạnh của Thành Cát Tư Hãn, chiết biệt được coi là một trong những cung thủ xuất sắc nhất. Tài năng bắn tên thiện xạ cùng khả năng thao lược quân sự nhạy bén trên chiến trường đã giúp ông lập nên nhiều kỳ tích trên cuộc hành trình chinh phạt khắp Á Âu của đại quân Mông Cổ. Ít ai được biết rằng, chính nhờ khả năng bắn tên xuất chúng mà chiết biệt đã được Thành Cát Tư Hãn chú ý. Từ cựu thù đã bắn tên khiến Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa suy chết, vị khả hãn có nhãn quan hơn người đã nhanh chóng chỉ định chiết biệt trở thành thủ lĩnh quân sự trong đại quân của ông. Cái tên chiết biệt cũng có nghĩa là mũi tên. Đây cũng chính là món quà mà Thành Cát Tư Hãn dành tặng cho người cung thủ thiện xạ nhân kỷ niệm lần gặp gỡ đặc biệt của hai người. Chiết biệt thì là một nhân tài quân sự hiếm có và cũng là minh chứng tuyệt vời cho thấy khả năng phát hiện và trọng dụng người tài của Thành Cát Tư Hãn. Cùng với tốc bất đài, chiết biệt đã lập nên rất nhiều chiến tích và trở thành một cánh tay vô cùng đắc lực của Thành Cát Tư Hãn. Ông góp phần không nhỏ cùng với vị khả hãn tài ba của mình lập nên được kỳ tích quân sự vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Đó chính là làm chủ một vùng lãnh thổ liên kề trải rộng khắp Á Âu. Tướng quân chiết biệt cùng với đội quân công thủ của Mông Cổ đã sử dụng nhiều loại cung tên khác nhau, giúp họ bắn trúng vô số mục tiêu trên chiến trường. Đặc biệt là những mũi tên của chiến binh Mông Cổ còn khéo léo sử dụng lông chim gắn ở đuôi để bay được xa hơn. Đồng thời họ còn rất là sáng tạo khi làm ra loại tên có khả năng phát ra âm thanh, đặc biệt được sử dụng nhằm khiến đối phương mất phương hướng và gây nên hoảng loạn. 6. Du Mông, vị vua nổi tiếng có tài bắn cung xuất chúng. Cao Chu Mông, sinh năm 58 trước công nguyên, mất năm 19 trước công nguyên, hay còn gọi là Go Su Mông, là vị vua sáng lập ra Cao Câu Ly, vương quốc nằm ở phía bắc trong thời Tam Quốc của Triều Tiên. Cao Câu Ly đã phát triển thành một vùng lãnh thổ rộng lớn với sức mạnh và tầm ảnh hưởng đáng kể. Su Mông được biết tới là vị quân vương xuất chúng với tài năng quân sự hơn người ngay từ khi còn trẻ. Trong số đó, khả năng sử dụng cung tên của ông rất là ấn tượng và đã trở thành một vũ khí đắc lực trên hành trình đấu tranh, sáng lập và trị vì vương quốc Cao Câu Ly. Tồn tại được hơn 705 năm và được 28 vị vương chủ cai trị cho đến khi bị liên minh Tân La, Đường chinh phục vào năm 668. Sau đó, vương quốc Bột Hải và Cao Ly được sáng lập và các hậu duệ hiện đại của vị vua nổi tiếng Du Mông vẫn mang họ Cao. Hình tượng về người anh hùng Du Mông trở nên gần gũi và được nhiều quốc gia châu Á biết tới qua bộ phim nổi tiếng Truyền thuyết Du Mông của Hàn Quốc vào năm 2006. 5. Lạ Bố, vị anh hùng chiếm trọn trái tim của đệ nhất mỹ nhân thời Tam Quốc. Mệnh danh là chiến thần, Lạ Bố hay Lữ Bố là một vị tướng nổi tiếng của nhà Đông Hán trong lịch sử của Trung Quốc. Tương truyền Lạ Bố là một vị anh hùng có tài cưỡi ngựa bắn cung rất là giỏi, đặc biệt là con ngựa ông cưỡi là Xích Thố, một trong những tuấn mã nổi tiếng bậc nhất trong thời Tam Quốc. Nhắc tới khả năng bắn cung thiện xạ, bộ sử Tam Quốc Chí có ghi chép về dịp Lạ Bố biểu diễn tài nghệ để cứu Lưu Bị. Cụ thể là vào tháng 6 âm lịch năm 196, khi Viên Thuật mang quân tới tấn công Tiểu Bái để nhằm tiêu diệt Lưu Bị, cả hai đều gửi lén mật thư cho Lạ Bố. Khi đó vị tướng này đang đóng quân ở Từ Châu. Sau khi xem xét mật thư, Lạ Bố quyết định giải vây cứu Lưu Bị. Lạ Bố đã cho mời cả Lưu Bị và Kỷ Linh, tướng dưới quyền Viên Thuật, được lệnh mang quân tới tấn công Tiểu Bái đến dự tiệc cùng một lúc. Ông mới sai người cắm kích ở khoảng cách xa 150 bước và giao ước nếu như bắn tên trúng vào ngạnh của kích thì cả hai bên phải lui binh giảng hòa, còn nếu không trúng thì đánh. Kết quả Lạ Bố dương cung bắn trúng ngay ngạnh kích, khiến cho nhiều người khâm phục. Nhờ vậy mà ông đã thành công khi giải vây được cho Lưu Bị và buộc Kỷ Linh phải lui binh. Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lạ Bố còn có một mối tình với Điêu Thuyền, nàng được coi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Mặc dù chỉ là nhân vật hư cấu từ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng hình tượng mỹ nhân này được lưu giữ và nổi tiếng trong truyền thuyết văn hóa dân gian ở Trung Quốc. 4. Nhạc Phi. Không chỉ là văn võ toàn tài, dũng lực tuyệt luân, mà khả năng cung thủ của Nhạc Phi cũng được coi là thiên hạ vô địch. Khi mà còn chưa thành niên, ông đã thể nâng được cây cung nặng 150 kg, kéo được chiếc nỏ nặng khoảng 440 kg. Do may mắn được học võ với thiện xạ Chu Đông
nên tài bắn cung của Nhạc Phi cũng trở nên vang danh thiên hạ. Trong Nhạc Phi diễn nghĩa có mô tả về tài năng của ông. Trương Bang Sương thách đấu Nhạc Phi thi thấu tài nghệ với Sải Quế, khoảng cách bắn là 120 bước. Tuy nhiên là vì ghét nên lão đã ngầm sai lính nới rộng khoảng cách thành 200 bước. Nhạc Phi tuy biết chuyện nhưng mà ông không thèm chấp hạng rồi mũi và nghĩ bụng, chú đi cứ việc chơi đều đi, còn lại cứ để anh lo. Nhạc Phi mới vâng mệnh khai cung giữa đám anh hùng, cung trương như mặt nguyệt, tên bắn tựa sao bay. 9 mũi tên đều bắn trúng ông tâm cả 9, quân sĩ gieo hò, trống đánh vang tai. Và vị trí thứ 3 thì đó chính là Robin Hood. Là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh, một kiếm thủ cực khôi và công thủ tuyệt đỉnh, ông được biết đến với việc cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Trong một bộ phim, Robin Hood từng được mô tả mặc bộ trang phục màu xanh lá cây, được gọi là màu xanh Lincoln. Một vài tài liệu thì cho rằng Robin Hood thường mặc áo màu đỏ tươi. Đó là lý do tại sao ông có tên là Robin, nghĩa là chim cầu đỏ. Robin Hood trở thành nhân vật chuyện dân gian nổi tiếng từ tận thời Trung Cổ, cho tới ngày nay vẫn là một trong những nhân vật truyền thuyết nổi tiếng thông qua truyền hình, các bộ phim và tác phẩm văn học hiện đại. Dù cho Robin Hood có thực sự tồn tại hay không, có một điều chắc chắn rằng cuộc đời ông có thể khác xa những gì được dựng lên trên phim ảnh, tiểu thuyết và ca kịch kể này. Robin Hood thực ra là một người sống ngoài vòng pháp luật bởi thủ đoạn của một hạt trưởng độc ác. 2. Dưỡng Do Cơ. Dưỡng Do Cơ là một danh tướng của nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc, nổi tiếng với tài bắn cung bách bộ xuyên dương, được người đời mệnh danh là Dưỡng Nhất Tiến. Chính nhờ nó mà ông lập được nhiều công lao và được vua Sở trọng dụng. Có một lần tướng nhà Sở khác là Phan Đảng tập bắn, bắn trúng 3 phát vào hồng tâm. Mọi người đều cùng nhau vỗ tay khen ngợi và xin chữ ký. Vừa đúng lúc Dưỡng Do Cơ đi ngang qua và tỏ ý xem thường, ông liền lấy mực bôi lên một lá cây dương rồi bước ra xa ngoài 100 bước. Dương cung bắn xuyên qua chiếc lá. Phan Đảng thì không phục, cho rằng đó là nhờ may mắn. Y liền bôi mực lên cả 3 chiếc lá khác nhau, và rồi Dưỡng Do Cơ cũng bắn xuyên qua cả 3 chiếc lá ấy. Phan Đảng thì biết đối thủ là một thanh niên siêu cứng rồi, nhưng mà vẫn muốn khoe sức khỏe của mình. Bèn lấy 7 chiếc áo giáp xếp chồng lên nhau rồi bắn xuyên suốt 7 lần áo giáp. Không chịu thua kém, Dưỡng Do Cơ cũng trổ tài. Mũi tên của ông không cao không thấp, cắm đúng vào đuôi mũi tên của Phan Đảng và đẩy mũi tên của y qua bên kia rồi thế vào chỗ ấy. Bấy giờ Phan Đảng mới ngẩn người, thầm phục sát đất và nhanh chóng mang một bó hồng cực to ra tặng idol. Về cuối đời do chủ quan khinh địch nên Dưỡng Do Cơ đã bị loạn tiễn phần thầy, bỏ mạng bởi sở trường mà mình chính là vô địch thiên hạ. Thật là mỉa mai thay. Và ở vị trí đầu tiên thì đó chính là Hậu Nghệ. Vị trí cung thủ số 1 thì không ai có thể tranh được, đó chính là Hậu Nghệ, người được nhân gian truyền miệng đã bắn rơi tận 9 mặt trời. Trong thực tế thì ông chính là vua nước Hữu Cùng, một chư hầu dưới thời nhà Hạ. Hậu Nghệ nổi tiếng với sức khỏe hơn người và đặc biệt là tuyệt kỹ bắn cung có lẽ là thiên hạ đệ nhất. Nhờ mưu kế cướp được ngôi nhà Hạ, nhưng mà cũng chỉ vì kiêu ngạo, ham mê săn bắn mà đã bỏ bê triều chính. Đã thế lại bị thằng đệ ruột là Hàn Trác lừa gạt, hắn liên tục phỉnh nịnh, tặng rượu ngon. Hậu Nghệ thì ngày đánh quái, đêm phê như con tê tê, chẳng hề hay biết Hàn Trác đang hù hí với chính vợ của mình. Một thời gian sau, ông bị hắn giết chết và cướp ngôi. Chẳng những vậy, Hàn Trác còn mượn vợ và xẻo thịt Hậu Nghệ cho chính con trai mình ăn. Đúng là kiêu ngạo thì bại vong. Và nếu luôn tò mò và ưa thích khám phá, kính mời các bạn đón xem tiếp video Ly Kỳ 4 địa điểm bị trấn yểm Sài Gòn. Video đang hiện ra màn hình ngay bên cạnh. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.